Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, chưa có nước nào nhiều ngân hàng thương mại như nước ta. Nếu kiểm soát không được, phải tính đến lộ trình giảm số lượng ngân hàng thương mại. Chiều ngày 5 tháng 6, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đại biểu Dương Ngọc Hải, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hiện thị trường tín dụng, ngân hàng hoạt động còn nhiều bất cập, chưa lành mạnh, có tình trạng sở hữu chéo, vi phạm pháp luật. Theo ông Hải, thời gian qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp có quá nhiều bất ổn, thị trường chứng khoán trồi sụt. Trong khi đó, ngân hàng thương mại chưa đóng vai trò là kênh dẫn dắt vốn quan trọng. Ông cho rằng việc sửa đổi luật lần này sẽ khắc phục được những bất cập, thúc đẩy phát triển thị trường ngân hàng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị bổ sung một số hành vi cấm gây bức xúc dư luận thời gian qua như môi giới trái phiếu không đúng pháp luật, ép khách hàng mua bảo hiểm để đủ điều kiện vay vốn. Dự thảo lần này cũng đề xuất biện pháp can thiệp khi tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt. Đại biểu Hải khẳng định điều này cần thiết để hỗ trợ tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy nhiên, ông cho rằng các biện pháp hiện nay chủ yếu đến từ phía ngân hàng nhà nước mà chưa thấy các giải pháp tự thân từ trong ngân hàng bị rút tiền hàng loạt. Thậm chí, trong dự thảo cũng chưa có biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng để xảy ra vấn đề này. Nếu quy định như thế này sẽ làm các tổ chức tín dụng ỷ lại, có suy nghĩ nếu gặp phải tình huống này, ngân hàng nhà nước sẽ vào cứu, ông Hải cho hay. Cùng mối quan tâm, đại biểu Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Agribank Phạm Đức Ấn, đại biểu đoàn Hà Nội, quan tâm đến việc ngân hàng nhà nước can thiệp khi xảy ra tình trạng rút tiền hàng loạt. Ông cho rằng cần có giải pháp từ sớm để ngăn chặn kịp thời. Còn nếu xảy ra hiện tượng này rồi thì hạn chế tối đa sự can thiệp từ ngân hàng nhà nước. Mỗi thông tin rò rỉ ra ngoài lập tức gây hệ lụy rất lớn. Người gửi tiền chỉ nghe phong thanh cái là đi rút tiền hàng loạt, ông Ấn nêu. Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, để ngăn ngừa, xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo phải phòng ngừa từ trước để hạn chế, nếu xảy ra mới xử lý sẽ chậm. Cũng theo ông Trí, chưa có nước nào số lượng ngân hàng thương mại lại nhiều như nước ta. Nếu kiểm soát không được, phải tính đến lộ trình giảm ngân hàng thương mại. Mặt khác, ông Trí còn cho rằng nếu có quá nhiều ngân sách thương mại sẽ xảy ra cạnh tranh không lành mạnh. Chính vì vậy, cần giảm số lượng các ngân hàng thương mại nếu thấy không có tác dụng lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội. Phải xem xét trách nhiệm của ngân hàng, như đại biểu Dương Ngọc Hải nói, không cứ xảy ra thì dùng tiền người dân gánh, đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra để đảm bảo chức năng cho vay đúng nghĩa một tổ chức tín dụng, ông Trí kiến nghị. Ông Lê Minh Trí cũng viện dẫn quyết định 986 của Thủ tướng, nói rất cụ thể, cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về ngăn ngừa sở hữu chéo, ngăn ngừa quyền quản trị, điều hành của cổ đông lớn để thao túng hoạt động các tổ chức tín dụng, hạn chế việc chi phối, thâu tóm. Theo ông Trí, đây là yêu cầu đúng đắn và luật này phải yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, trước hết là ngân hàng nhà nước, đề ra những giải pháp có tính khả thi. Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 1 tháng 6, tại phiên thảo luận kinh tế xã hội của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã giải trình tới các đại biểu Quốc hội về các vấn đề điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất và tỷ giá. Đánh giá việc điều hành lãi suất tín dụng, chính sách tiền tệ năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 là đầy thách thức. Bà Hồng chia sẻ mọi nhiệm vụ đều khó, nên mục tiêu ưu tiên của ngân hàng là kiên định giữ ổn định vĩ mô, chính sách tiền tệ và theo dõi sát tình hình. Mặc dù việc giảm lãi suất là mong muốn của doanh nghiệp và được quan tâm chỉ đạo, song theo bà Thống đốc, giảm lãi suất cần đặt trong bối cảnh ổn định vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Trong đó, năm 2022 phải chấp nhận mặt bằng lãi suất cao hơn do lãi suất quốc tế đồng loạt tăng nhanh, mạnh. Dẫn chứng là lạm phát trong nước bình quân tăng 3,15%, cao hơn năm 2021 và nửa cuối năm 2022, còn có xu hướng tăng nhanh. Vì vậy, việc điều hành không thể chủ quan với lạm phát. Thêm nữa, áp lực mức giá tiền đồng khi các nước thắt chặt tiền tệ, đồng đô la Mỹ tăng nhanh. Bà nhắc lại tháng 9-10 năm ngoái, áp lực mức giá Việt Nam đồng lên tới 9-10%, nên nếu không có giải pháp linh hoạt, đồng bộ thì khó ổn định tỷ giá. Nhờ đó, đồng Việt Nam chỉ mất giá 3,5% trong năm 2022. Ở thời điểm đó, điều hành thị trường rất khó khăn, nên Thủ tướng cập nhật báo cáo hàng ngày, bà Hồng kể lại. Đến khi tỷ giá ổn định trở lại, lạm phát tăng chậm, bà cho biết những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần điều chỉnh lãi suất. Hiện, mặt bằng lãi suất các khoản vay mới giảm bình quân 0,9% một năm so với cuối năm 2021. Về điều hành tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhắc lại tháng 10-2022, thời điểm diễn ra tình trạng rút tiền hàng loạt tại ngân hàng SCB,
nhận định đây là vấn đề chưa từng có trong lịch sử, nguy cơ lan truyền tới hệ thống ngân hàng rất lớn. Bà Hồng cho biết, ngân hàng nhà nước phải ưu tiên ổn định thị trường ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng. Các giải pháp phải hướng tới điều này nên không thể điều chỉnh room tín dụng vào tháng 10. Khi thanh khoản ổn định mới điều chỉnh tăng trưởng tín dụng, bà Hồng nói và khẳng định thêm, việc ưu tiên đảm bảo an toàn hệ thống trong bối cảnh đó là đúng đắn. Giải trình về các ý kiến cho rằng doanh nghiệp khó tiếp cận tín dụng, bà Hồng cho biết cơ chế chính sách cho vay không thay đổi. Năm 2022, tín dụng tăng 14,16%, 5 tháng đầu năm chỉ tăng 3%, mặc dù là mức thấp nhưng bà cho rằng không thể nói do chính sách. Dư địa room tín dụng của các tổ chức tín dụng thoải mái, thanh khoản hệ thống dư thừa, không có lý do gì tổ chức tín dụng huy động tiền gửi, trả lãi cho người gửi tiền lại không cho vay, bà Hồng nói. Theo bà, trên cơ sở phân loại nhóm doanh nghiệp, cần tập trung tháo gỡ nhóm không có đầu ra thị trường, không có nhu cầu vay vốn bằng giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn, cần có giải pháp như bảo lãnh vay vốn. Riêng với bất động sản, bà Hồng cho hay tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức chung. Khó khăn của doanh nghiệp chiếm tới 70% là do pháp lý nên cần tập trung tháo gỡ, kích thích tín dụng cho xây dựng, bất động sản và người mua nhà. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.